Hello, chào anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái mẫu 7 giò chim cu gáy bên mình. Thì trước giờ thì mình đã cung cấp cái mặt hàng này cho anh em từ lâu rồi. Nhưng mà bên mình thì luôn luôn nâng cấp sản phẩm sao cho nó đạt những cái hiệu quả tối đa cho anh em sử dụng. Tại vì bây giờ anh em cũng biết rồi đó. Cái chim thì càng ngày càng khôn, người chơi thì càng ngày càng nhiều. Nên mình phải cần sử dụng những cái bộ giò, thứ nhất là ngụy trang cho tốt. Thứ hai là phải đạt hiệu quả cao, khi chim đi qua là phải dính. Thì qua đây thì mình cũng xin giới thiệu cho anh em về cái mẫu giò bên mình. Trước mắt anh em đây là cái bộ giò Việt nha anh em. Mình sẽ cho anh em xem chi tiết về cái bộ giò này. Dây này được làm bằng dây siêu bền hết nha anh em. Dây siêu bền màu cỏ khô, rất là tuyệt với màu đất nha anh em, tuyệt với màu đất và màu những cái bãi cỏ. Ok, đây là mình sẽ lấy một chân giò cho anh em xem. Khi anh em đi đánh thì anh em nhớ vuốt cái sợi dây này cho nó thẳng như mình. Ở trong bộ thì mình thấy vậy, chứ mình tách riêng ra một chân là mình thấy nó rất là mịn nha anh em. Bây giờ cái cáp bên mình này là cái cáp C4 nha anh em. Cáp C4 siêu nhuyễn luôn. Cái khen này thì khen đồng, hàng đồng luôn nha anh em. Rất là tỉ mỉ. Còn này là chân đồng nha anh em, chân đồng khoan 3 lỗ. Những cái chỗ mối buộc này rất là chắc chắn, anh em khỏi phải sợ tuột gì hết. Giò này không nhỏ keo nha anh em. Không nhỏ keo nhưng vẫn rất là chắc. Anh em cứ yên tâm sử dụng. Còn về cái vấn đề cáp này thì thứ nhất là nó rất là nhuyễn. Thứ hai là cái độ đàn hồi của nó rất là tốt. Khi mà dính chim thì nó hạn chế được cái độ hư cọng cáp nha anh em. Độ đàn hồi nó rất ok. Để mình thử cái độ đàn hồi cho anh em xem này. Mình sẽ quấn vào tay mình cho anh em xem nha. Mình sẽ quấn rất là chặt tay luôn, nặng tay lắm, siết nặng luôn nè. Để mình thả ra lại nè. Khi mình thả ra lại thì nó vẫn trở lại cái trạng thái ban đầu, không có hư hao gì hết nha anh em nha. Không cong, không cúp gì hết nha. Đó, cái này là cái mẫu giò Việt nha anh em nha. À, có một số anh em gọi là mẫu giò bắp chuối. Thì cái bộ giò này á, thì anh em khi đánh cắm là nhớ hỏng cái đầu cáp lên giùm mình là được, tăng cái hiệu quả nha. Ok, khi mà cắm cái bộ giò này anh em nhớ cho cái đầu cáp ngóc cao lên trời là được nha. Dây suốt thì anh em nhớ hạn chế, đừng có để đụng đất là được. Giò anh em cứ cắm thẳng đứng và nối liền nhau như thế này là bao dính luôn nha anh em. Cái bộ giò này nó rất là nhạy, chim đi qua bảo đảm với anh em là chim, nếu mà anh em cắm đúng cách chim đi qua không quá 2 vòng nha anh em. Ok, anh em nào có nhu cầu mua cái mặt hàng này thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên nha. Rồi, ok, anh em đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.